Xin chào anh em, cảm ơn anh em đã quay lại Di Động Hồ Phúc nha anh em. Tiếp tục clip bán máy anh em hôm nay nha. Sáng nay không có clip tại vì mình lu bu công việc nhà chiều thôi, nay là buổi chiều chủ nhật thì mình lên clip này giới thiệu máy cho anh em. Xin nhắc lại số điện thoại đặt hàng có trong cái bảng nhỏ phía trước nha anh em, 0355 356 356 nha. Anh em gọi mua máy cứ trực tiếp gọi vàng thẳng vào số điện thoại đó cho mình nha. Quy định mua máy thì anh em vui lòng cọc trước cái cọc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu nha. Còn những máy trên 1 triệu thì anh em vui lòng cọc 100.000 Viettel. Nhấn họ tên địa chỉ cùng với mã số thẻ cào. Và anh em mua máy nào thì báo máy nói luôn nha, để mình gửi máy khỏi bị nhầm. Tiền cọc thì anh em trừ vào tiền máy lúc anh em nhận được hàng nha. Anh em nào mà tin tưởng chịu khó thẳng thì mình bao ship. Đó. Còn tất cả các máy thì mình có ship code toàn quốc. Đó. Tới nơi anh em có kiểm tra máy thoải mái trước khi giao hàng cho shipper nha. Máy thì bao test 1 tuần cho anh em thoải mái sử dụng ha. Lỡ lỗi phải báo cho anh em mình sẽ đổi lại máy khác cho anh em. Và bảo hành thì 1 tháng nha anh em. Rồi, không dài dòng nha, giới thiệu máy hôm nay luôn. Rồi, con máy đầu tiên hôm nay là một em G5 Dream đi. G5 Dream ha. Con này vỏ còn ok nha anh em, vỏ đẹp ha. Không có xấu quá đâu. Vỏ ok. Màn hình 5 inch nha, 5216. Pin con này là 2004 nha. Kính đẹp nha anh em. Này kính đẹp ha, vỏ thì như clip mình quay rồi. Anh em cứ coi tham khảo kỹ trước khi đặt hàng nha. Đây là keo nha anh em, mình leo nó hết nha. Máy rất là đẹp. Chức năng hoạt động nó ổn định nha anh em, ok ha. Mà sáng đẹp. G5 Dream. Con này để anh em giá 1.050.000 nha. 1050. Dán cường lực kèm sạc. G2 Dream nha anh em. Tiếp theo là con G2 Dream ha. Con này thay vỏ mới cho anh em rồi. Đẹp keng luôn. Màn hình 5 inch nha. RAM 1.5GB của nhớ 8. Pin 2.6 nha. Đó. Máy thì như clip mình quay này. Rất là đẹp. Con này thì bao anh em quá đẹp. Keng sạc beng luôn. Okay nha, con này để anh em giá 6.9 thôi nha. Chức năng hoạt động ok nha. 6.90k. Có bộ A3S nha. Con này thay vỏ mới rồi nè. Màn hình 6 inch 2 nha. RAM 2.16. Pin con này là 4230. Đó, máy thì keng sạc beng luôn. Nếp sau thì thay mới rồi. Đó, màn sáng ok luôn ha. A3S đây nè, 2.16 nha. Đó, máy rất là đẹp. Vỏ thì thay mới keng. Lột ra anti ra. A3S để anh em giá 1.650 nha. 1.65 nha nè. Kẹp sạc giá lực cho anh em nha. Ribeirin màu gold. Vỏ này chưa có thay anh em. Vỏ này còn của nó luôn nha. Màn hình 5.5 nha anh em. RAM 332. Pin con này là 3.300. Biên 3.300, G7 Dream. Nói chung là vỏ sườn cũng còn đẹp ha. Kính thì keng rồi. Kính thì dán lật lột ra là mới keng rồi. Làm ứng xài ok. G7 Dream. RAM 332 nha nè. Chính này sổ hoạt động là ok luôn. Con này để anh em giá 1.600.000 nha. 1.600.000 nha anh em, G7 Dream. Tiếp theo cho anh em là con Samsung A30. Màn hình 6.4, RAM 332, pin 4.000. Con này vỏ sao có xuất sắc nha anh em. Đó. Kính đẹp nha. Màn kính này đẹp lông mèo X luôn, lông mèo cửi. Màn ring, con này mấy người ring nha, A30. Màn ring vỏ ring ha. Tiếp thử âm thanh nè. Ok, nói chung con này hoạt động rất là tốt. A30 mượt nha anh em. Máy ring nguyên. Con này để anh em giá 2.2550 thôi.
2550 dán cường lực kèm sạc. Tiếp theo cho anh em là một con Ri 4 cộng nha, con Ri 4 cộng màu đen. Con này nó ở với mình cũng tọt kèo liên tục. Đó. Mặt trên thì tóc benzen, còn đường cái lưng đẹp nha, kính ok này. Đó. Màn hình 6 inch nha, RAM 2/16, pin con này là 3003, pin 3003. Chiếc này ok nha anh em, nó là Ri 4 cộng nha, bản Việt Nam, 2 sim nha, Ri 4 lút đó. Máy rất là ok luôn, chỉ có chốc gen này tí thôi. Ri 4 Blood đến em 1,5 triệu nha, con này giá 1,5 triệu. A37 Oppo, con này thì hay có ha, con này thay vò mới cho anh em rồi. Oppo A37 màn hình con này là cũng 5 inch nha, RAM 2/16, pin thì 2630, máy đẹp càng luôn nha. 237 RAM 2/16 đi. Chiếc này ok nha nè, 237 máy còn rất là đẹp, giá 1,50 triệu nha, 1,050,000. Tiếp theo là một con Ri 7 Dream nữa nè, hai con nha, con Ri 7 Dream nữa ha, cũng mang 5,5 inch nha, RAM 332, pin 3003, máy thì vỏ sườn còn rất là đẹp. Ok nha, chức năng thì ok rồi, Ri 7 Dream. Máy thì như clip mình quay nha, vẫn giá 1,6 triệu nha anh em, 1,6 triệu ha. iPhone 5 SE vẫn còn đều nha, máy này mình về rất là đều, anh em lại càng thoải mái luôn. iPhone 5 SE con này pin 91 nha, màu gold, chức năng ok nha. ba mươi hai gb pin cao, máy quốc tế, full vân tay vân chân nha, giá 1,950,000, dán cường lực kèm sạc cho anh em nha. Tiếp theo là một con Ri 710 nha anh em, bản hàng ha, màu đen, máy nguyên riêng. Nói chung máy này thì sườn thì ok, sườn ok, kính keng không có xước nha, nói chung màn này quá đẹp. Còn cái là cái lưng sau thì nhâm nhâm nhẹ nhẹ thôi, không đáng kể đâu. Màn hình con này là 5,5 inch, RAM 2/16 nha, pin 3,3. Nói chung xài cũng còn ok lắm anh em, máy mượt nha, máy nguyên riêng nên xài nó rất là ổn định, mượt mà, chả vấn đề gì hết. Ri 710 bản hàng, một sim nha anh em. Anh em cô chú lớn tuổi thích xem một sim thì nó là lựa chọn tối ưu luôn. Con Ri 710 này để anh em giá của nó là 1,450 nha, 1,450 nguyên riêng. Nói chung là trên giá màn hình xíu thôi, từ màn hình con này rất là mắc nha. Tiếp theo là con iPhone 6S cộng, 6S cộng nha, con này 6S Plus á. Máy thì vỏ cũng còn được anh em, không có nồi xấu nha. Màn đại dán cường lực cho anh em rồi, đại dán kính rồi. 6S 16GB, pin 100 nha, không vân tay nha anh em, máy này không vân tay nha. Đó, anh em bỏ vân tay không xài nha. Con này là pin thay mới cho anh em rồi, pin 100. Chức năng thì ok nha, wifi các kiểu, không tài khoản nha, máy sạch nha anh em về bỏ xin rồi xài thôi nha, máy quốc tế ha, chỉ cái là không vân thôi. Xài ok hết ha, để anh em giá 2,1 triệu nha anh em, 2,1 triệu nha, kèm sạc dán kính nha anh em. Tiếp theo là một con Samsung A30, con này thay vỏ sau rồi nè, vỏ sau thay mới rồi nha, không biết chẳng biết cắn cái này nhẹ vậy đó, lắp sau này thì mình thay rồi. Đó, màn hình 6,4 inch nha, RAM 332, pin 4000, sườn này cạo sơn này, sườn tóc sơn ghét cạo luôn, không có thay sườn, thay mọi nắp sau, màn thì riêng nha, màn thì riêng rồi, đó, sáng đẹp ha. A30, RAM 332, hai sim nha, máy này Việt Nam hai sim, A30 nha anh em. Máy như clip mình quay nha, anh em nào ưng thì cứ alo cho mình nha, số thoại đặt hàng thì vẫn 0355 356 356 ha. Còn này để anh em giá 2,850,
2750 nha anh em, kèm sạc dán kính cho anh em nha. Tiếp theo clip là con ri 7 cộng nha, màu gold. Vỏ sau chưa thay nên nó có xuất sắc cho năm tháng sử dụng nha. Đó, như clip mình quay nha. Kính thì màn này thay mới rồi, màn thay mới nha. Màn này 5.5 nha anh em, RAM 4, bộ nhớ 32, pin con này là 3000. RAM 4GB nha, xài đó là ok luôn. RAM 4GB. Đó, kính thì keng luôn. Từ con này mới thay màn mới rồi. Màn rất là ok nha, xài ổn định nha anh em. Ri 7 cộng nha. Chức năng ok ha. RAM 4GB nha anh em, xài rất là sướng nha. Hôm nay ra đi cho anh em 1.6 triệu thôi. Để anh em 1.6 triệu nha. 1.6 triệu kèm sạc dán kính cho anh em. Oppo F1S nha, bán nội địa nha, mình vẫn còn. Hôm nay thì mình hay lấy về nên nó còn hàng. Vỏ đẹp nha. RAM 4 bộ nhớ 32 nha anh em, màn hình 5.5 inch. Pin còn là 3075. Chức năng hoạt động ok nha anh em. Bản RAM 4GB nha, xài rất là sướng ha. RAM 4 32, chứ không phải RAM 332 nha. Nó là F1S bản nội địa đó, nên là RAM nó lớn. Chức năng thì xài hoạt động ok hết. Cam kết rất là đẹp nha. Ok, con này để anh em giá 1550 nha. 1550 kèm sạc dán kính luôn. Samsung A10 nha anh em. Con này nắp sau thay mới cho anh em rồi nha. A10 màn hình 6.2, RAM 232, pin 3400 nha. Đã thay mới hết cho anh em rồi. Kính thì đại giác hình lực đẹp keng. Chức năng ok, A10. Con này đến em giá 1.7 triệu nha. 1.7 triệu kèm sạc giác hình lực. Samsung A8 anh em, một con nha. Con này kính nó bị nứt nhẹ này. A8 nha, RAM 4 bộ nhớ 32. Đó, một con thì xuất sắc như clip mình quay nha. Không có được keng nha anh em. Màn hình 5.6 nha, pin 3000. Đấy, như clip mình quay ra. Xài rất là mượt nha. A8 thì xài nó ok luôn. Máy Việt Nam 2 sim, anh em viết bỏ sim là xài nha. Con này để anh em giá của nó là 1.750 thôi. 1.750 kèm sạc và dán kính lại cho anh em trước khi gửi máy nha. Samsung A70 một con nha. A70 nguyên zin. Lưng sau là cao xuất sắc như clip mình quay này, sạc sạc đang tí thôi. Kính đẹp nha. Đó, mà thì nguyên zin. Đẹp 98.9 luôn. Con này màn hình của nó là 6.7 nha anh em. RAM 6 của nhớ 128. Pin 4500 nha. Đó, máy thì cực đẹp luôn. Giá ra đi 3.8 triệu cho anh em nha. 3.8 triệu. Kèm sạc giá lực lại cho anh em luôn. Rồi, clip này xin tạm dừng tại đây. Chào cả nhà nha. Nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem những clip mới từ mình nha anh em. Chào anh em.